tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh tại Việt Nam vẫn ở mức nghiêm trọng. Lô hàng 500 con heo nhập từ Thái Lan đã về đến Nghệ An. Tranh giành khách, dùng mã tấu chặn đầu xe chém người. Bắt đối tượng truy nã nguy hiểm đang tàn trữ súng. Phút đời thường hôm nay, cùng lắng nghe những chia sẻ của một người lính cứu hộ, người được mệnh danh là khắc tinh của Hà Bá. Kính chào quý khán giả của Góc nhìn trưa nay. Vừa rồi là những thông tin chính mà chúng tôi gửi đến quý vị trong buổi trưa hôm nay, thứ Bảy ngày 20 tháng 6 năm 2020. Bản tin của chúng tôi liên tục cập nhật và gửi đến quý vị những thông tin đáng chú ý nhất xảy ra trên cả nước. Và tôi là Trinh Trà của chương trình Góc nhìn trưa nay. Thưa quý vị, theo thông tin được đưa ra từ kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 cho thấy, sự mất cân bằng giới tính khi sinh tại Việt Nam vẫn ở mức nghiêm trọng. Theo Tổng cục Thống kê tiến hành điều tra về tỷ số giới tính khi sinh, năm 2019, tỷ lệ sinh là 111,5 bé trai trên 100 bé gái. Việc mất cân bằng giới tính khi sinh sẽ dẫn đến nhiều bất ổn, trong đó dễ thấy nhất là nhiều người sẽ phải duy trì cuộc sống độc thân. Tại nước ta, vẫn còn nhiều người có quan niệm trọng nam khinh nữ. Chỉ có con trai mới có thể gánh vác trọng trách thờ cúng tổ tiên, nối dõi tông đường. Đây chính là định kiến giới, nguyên nhân cơ bản dẫn đến mất cân bằng giới tính khi sinh. Thật ra là cái vấn đề mà trọng nam khinh nữ thì nó đã có từ cái lời xa xưa, cái việc mà người ta lại thích con trai nhiều hơn. Bởi vì hồi xưa thì các ông bà lại nói thì thường là cháu nội thì ta muốn là cháu nội đút tôm, còn con trai. Ở các vùng đô thị á, thì rõ ràng chúng ta thấy cái sự mất cân bằng nó cũng không có thể hiện rõ nét. Nhưng mà ở những cái vùng nông thôn, những cái vùng mà người ta còn sản xuất dựa vào sức người và sức lao động nhiều, thì ở đó cái nhận thức về việc thiên lệch về nam giới thì nó sẽ mạnh mẽ hơn. Và nó dẫn đến cái bối cảnh chung lựa chọn giới tính là thay như là nam nhiều hơn là nữ. Có một thực tế là khi công nghệ siêu âm xác định giới tính trước sinh phát triển thì tình trạng mất cân bằng giới tính tăng theo. Nhiều người sẵn sàng nạo phá thai khi biết đứa bé trong bụng không phải là con trai. Tại phòng kế hoạch hóa gia đình của Bệnh viện Hùng Vương thành phố Hồ Chí Minh, mỗi ngày có đến hơn 50 thai phụ đăng ký phá thai. Là người ta đã có chủ đích ngay từ đầu. Do đó thì cái phần mà mình hỏi lý do thì bao giờ người ta cũng đưa ra những cái hoàn cảnh gia đình hay là hoàn cảnh kinh tế đâu hết. Tuy nhiên thì nếu mà mình cứ giải quyết hết thì đôi khi là mình sẽ vô tình là mình sẽ tiếp tay cho bệnh nhân. Theo thống kê, nếu không có những biện pháp can thiệp kịp thời, dự tính đến năm 2050, Việt Nam sẽ có từ 2,3 đến 4,3 triệu nam giới không tìm được vợ. Nhóm nam giới gặp khó khăn trong việc tìm vợ hoặc không thể lấy được vợ, phải duy trì cuộc sống độc thân có thể gây ra những bất ổn. Có thể dẫn đến là tỷ lệ buôn bán phụ nữ, trẻ em gái tăng cao và nạn mại dâm cũng có thể tăng cao do cái nhu cầu tình dục của cái số lượng nam giới mà không có gia đình. Thực tế nêu trên cho thấy các cơ quan cần phải có những biện pháp cứng rắn hơn nữa để hạn chế tối đa sự can thiệp có chủ đích trong lựa chọn giới tính, đảm bảo quyền sống của những thai nhi khi chưa được sinh ra, cũng như những biện pháp làm giảm tình trạng mất cân bằng giới tính ở nước ta như hiện nay. Xin chuyển sang những thông tin khác. Hôm qua, 500 con heo đầu tiên nhập từ Thái Lan đã được vận chuyển về khu cách ly kiểm dịch tại xã Nghĩa Đức, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An. Sau khi cách ly sẽ được đưa về chợ đầu mối gia súc gia cầm Hà Nam phục vụ khách hàng, góp phần bình ổn giá thịt heo. Lô hàng này được nhập khẩu từ Thái Lan, đi bằng đường bộ qua Lào, rồi nhập cảnh ở cửa khẩu Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị và về Nghệ An. Mỗi con heo có trọng lượng 90-130 kg. Khu cách ly kiểm dịch xã Nghĩa Đức, huyện Nghĩa Đàn đáp ứng được những yêu cầu về điều kiện vệ sinh thú y nên được phép đưa đàn heo nhập khẩu vào nuôi cách ly kiểm dịch. Trong vòng 5 ngày, nếu kết quả xét nghiệm âm tính thì sẽ tiến hành cấp giấy chứng nhận kiểm dịch nhập khẩu để vận chuyển đến cơ sở giết mổ.
Đàn lợn nhập khẩu từ Thái Lan phải từ những cái công ty đủ các điều kiện được phía Việt Nam chấp nhận. Thứ hai là đàn lợn phải được xét nghiệm và tiêm phòng các cái bệnh thống nhất giữa hai phía Việt Nam và Thái Lan. Từ ngày 12 tháng 6, các doanh nghiệp nhập khẩu đủ điều kiện của Việt Nam có thể thực hiện nhập khẩu heo sống từ Thái Lan. Hiện có khoảng 15 doanh nghiệp đăng ký nhập khẩu heo sống từ Thái Lan vào Việt Nam. Động thái này được kỳ vọng sẽ sớm khắc phục, bổ sung nguồn cung nhằm đẩy mạnh công tác tái đàn, tăng đàn, đồng thời từng bước hạ nhiệt giá heo trong nước. Thưa quý vị, vừa qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã tổ chức khánh thành và công bố khởi công nhiều dự án giao thông, công trình công cộng trên địa bàn thành phố. Tổng số vốn dành cho các công trình giao thông đợt này lên tới hơn 610 tỷ đồng. Trong đó, đáng chú ý là nhiều tuyến đường hoặc hẻm nhỏ được mở rộng thành đường lớn, mặt tiền khang trang. Tiêu biểu các công trình đã được đưa vào sử dụng như đường Trần Văn Ơn nối giữa quốc lộ 13 và đường DT743 được mở rộng lên 4 làn xe, bề rộng nền đường 27m với tổng mức đầu tư 208 tỷ đồng. Đường Nguyễn Văn Lộng nối giữa quốc lộ 13 và đường Huỳnh Văn Cừ, cầu Phú Cường để nối về huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh có bề rộng nền đường 19m với tổng mức đầu tư hơn 141 tỷ đồng. Các tuyến đường vốn là hẻm nhỏ nay được mở rộng thành đường lớn với hạ tầng đồng bộ như mở rộng hẻm nối đường Trần Văn Ơn và đường 30 tháng 4, khu trung tâm của Thủ Dầu Một, lên bề rộng nền đường 17m có tổng mức đầu tư 96,7 tỷ đồng. Mở rộng hẻm nối đường Trần Văn Ơn đến Lê Hồng Phong thành đường 2 làn xe với bề rộng nền đường 17,5 m có tổng mức đầu tư 115 tỷ đồng. Dịp này, thành phố Thủ Dầu Một cũng triển khai nhiều công trình công cộng khác như dự án khu công viên kết hợp công trình công cộng tại phường Phú Cường, trường Trung học cơ sở Trần Bình Trọng. Tiếp tục chương trình là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, ông Trần Sơn Tùng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh vận tải Sơn Tùng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết, công ty ông đã có đơn trình báo lên công an huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi về vụ việc nhân viên nhà xe bị nhà xe khác chặn đánh. Ngày 19 tháng 6, xe khách 16 chỗ của nhà xe Sơn Tùng chạy trên quốc lộ 1 hướng Đà Nẵng, Quy Nhơn. Khi đi đến thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi thì có khách nên ghé vào đón. Đi khoảng 3 km thì bất ngờ xe khách 16 chỗ của một nhà xe khác đuổi theo từ phía sau, rồi bất ngờ cúp đầu xe. Lúc này, 4 thanh niên từ xe khách xông lên, hâm dọa nhân viên nhà xe Sơn Tùng. Thấy nhóm người hung hăng, phụ xe cố đóng cửa, nhưng nhóm người này mở cửa phụ, cầm mã tấu xông lên chém loạn xạ. Các thanh niên liên tục chửi bới và cho rằng bị tranh giành khách. Rất may không có hành khách nào bị thương. Công an huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế đã phát hiện bắt giữ đối tượng đang bị truy nã với tội danh cố ý gây thương tích là Nguyễn Đạt, 28 tuổi, trú tại xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc khi đang lẩn trốn. Tại thời điểm bị bắt giữ, đối tượng đang tàng trữ trái phép chất ma túy và vũ khí quân dụng. Khám xét khẩn cấp trên người của đối tượng, cơ quan công an đã phát hiện thu giữ một khẩu súng K-59 và 14 viên đạn, dao bấm và một cây dao khác. Sau khi lấy lời khai của Nguyễn Đạt, cơ quan công an tiếp tục khám xét tại nơi Nguyễn Đạt đang tạm trú tại xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc, đã phát hiện thu giữ 376 viên nén màu hồng, nghi là hồng phiến cùng nhiều dụng cụ sử dụng ma túy và một số tang vật có liên quan. Được biết, Nguyễn Đạt là đối tượng từng có 3 tiền án với 2 tội danh liên quan đến ma túy và một tội danh cố ý gây thương tích. Thưa quý vị, nhiều năm qua, có một người lính cứu hộ luôn dũng cảm đối mặt trong các tình huống cứu nạn cứu hộ, giành giật mạng sống cho người khác trước những hiểm nguy. Và Thành Khắc Tinh của Hà Bá, đó là cái tên mà đồng đội dành cho Thiếu tá Nguyễn Chí Thành. Để hiểu thêm về những gian nan và vất vả của những người lính cứu hộ, chúng ta sẽ cùng đến với phóng sự ngay sau đây, quý vị nha! Bắt đầu tham gia công tác cứu hộ cứu nạn từ khi 21 tuổi, đặc biệt là sau vụ chìm tàu Dình Ký xảy ra vào năm 2011 đến bây giờ. Có một người lính luôn thể hiện sự dũng cảm trong các tình huống để thực hiện tốt nhiệm vụ cứu người. Và Thành Mì Tôm hay Thành Khắc Tinh của Hà Bá là cái tên đồng nghiệp đặt cho anh. Đó là câu chuyện của Thiếu tá Nguyễn Chí Thành, 39 tuổi, Phó đội trưởng đội công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thuộc phòng PC07 Công an thành phố Hồ Chí Minh. Thường thường là mình tham gia, mình tìm kiếm thi thể nạn nhân, gọi là mình để mình làm nhiều năm, và khi mình tham gia là đa phần là nói chung mình gọi vui á,
gọi là dựa vào kinh nghiệm của mình với lại phán đoán của mình là mình hợp, là mình hầu như mình lặn là mình có, như gọi là hà bá là cướp đi, rồi sau đó là mình tìm để mình giành giật lại, cho nên là mình khắc tin hà bá, gọi là anh em là gọi vui vậy thôi. Nhận xét về bản thân, anh Thành cho rằng mình là người liều lĩnh, bởi nếu không liều lĩnh thì không thể gắn bó với công tác cứu hộ cứu nạn suốt 19 năm qua. Công tác cứu nạn cứu hộ thì thường ngày là ví dụ như là cứu người trong đám cháy, khi có người bị kẹt trong đám cháy là mình cũng cứu. Thứ hai là mình lặn dưới nước để tìm kiếm những là thi thể bị chìm dưới nước, như là bị tai nạn đường thủy nè, chìm tàu nè, hay là tai nạn lao động, hay là trẻ em tắm rồi chìm dưới nước, hay là những cái vụ tự tử. Trước khi tham gia công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, trong gia đình anh Thành đã có 2 trường hợp đuối nước. Chính điều này đã hình thành trong anh Thành những suy nghĩ sẽ làm một người dành lại sự sống cho một ai đó, hoặc ít nhất cũng có thể giúp các nạn nhân được trở về với gia đình họ. Nên cái công việc hàng ngày mình làm năm này qua năm kia, rồi bây giờ là công việc gọi mình đam mê, gọi là yêu nghề, gọi là ăn vào máu của mình luôn, khó khăn gian khổ mình chấp nhận, chứ không chấp nhận. Chí cũng rất là song sáo nha, rất là tự tình nguyện, rất là phải nói là tự nó cái gì đó nó cuốn hút đồng chí tham gia bằng cái nhiệt huyết, bằng cái sự yêu nghề. Mới đây nhất, trong đợt tham gia làm công tác cứu nạn cứu hộ, anh Thành đã một mình trèo xuống hang sâu để đưa thi thể một người đã tử vong 10 ngày lên khỏi hang. Mà quả thật là xuống lần thứ nhất, lên lần thứ hai là người mình đã rã rời hết rồi, đuối rồi, mệt rồi. Nhưng bây giờ mình đã có kinh nghiệm rồi thì không thể nào mình để cho người khác xuống được. Vì mình đã có kinh nghiệm, còn người khác sợ không có kinh nghiệm, sợ tâm lý không vững rất là nguy hiểm. Chỉ cần mình hoảng loạn ở dưới là mình sẽ hy sinh. Cũng may là cái thời tiết sau đó thì giảm mưa dần và cái thông tin liên lạc được trở lại, nên chúng tôi rất là thở phào nhẹ nhõm. Phải nói là vỡ hòa cái niềm cảm xúc, đặc biệt là khi đồng chí lên thì có cả mang theo cái bao chứa cái thi thể của nạn nhân, thì cái ảnh cảnh đó rất là xúc động. Và những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị hãy nhớ dành ít phút mỗi buổi trưa đón xem chương trình Góc nhìn trưa nay vào lúc 11:30 mỗi ngày trên trang tv.tuổitrẻ.vn quý vị nha. Xin chào và hẹn gặp lại.